Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và có thẻ tín dụng nha. Địa chỉ là số 66/27 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839444100. Số thứ hai là 06/08748 nha. Hai số này mình đều xài Zalo. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ nhắn tin qua trang Zalo hoặc là fanpage nha. Bên mình thì làm việc từ 8:30 sáng đến 8:00 tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng, 1 đổi 130 ngày đầu tiên. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc. Một số máy thì mình hỗ trợ thêm tai nghe. Bên mình thì bán điện thoại có ship core đi toàn quốc luôn. Ở xa có nhu cầu mua điện thoại bên mình thì cọc cho bên mình trước phí ship nha. Bên mình ship hàng cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán tiền. Mọi thông tin chi tiết thì mình để dưới phần mô tả video. Anh em chỉ cần kết vào phần mô tả video sẽ ra đầy đủ tất cả thông tin cho mọi người tham khảo nha. Anh em coi video thì cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop của mình nha mọi người. Thì đầu tiên hôm nay thì mình cũng có về được một số máy mới giới thiệu với tất cả mọi người luôn. Samsung Galaxy A53 5G, RAM 8 128 nha. Quan tổng thể còn khá đẹp nha mọi người. Con này đánh giá máy tầm 98% nha, 97-98%. Giá bán chỉ có 4.150.000 thôi, 4150 nha. A53 5G khá rẻ luôn nha. Samsung Galaxy S22 Ultra, hàng Việt Nam, 2 SIM. Con này nứt nhẹ xíu ngay góc đây, nứt nhẹ tí thôi nha. Không ảnh hưởng nha, đây không ảnh hưởng gì hết đây, nứt nhẹ xíu nè. RAM là 8128, giá chỉ có 9.6 thôi, S22 Ultra nha, 9.6 nha mọi người. Hoàn tổng thể là đẹp 98 nha. Xiaomi, con này là con Mi 11 chứ. Con này được đánh giá là màn hình khá rất là đẹp luôn nha mọi người. Màn hình con này cực kỳ đẹp luôn. Bản chính hãng RAM sẽ là 8GB và nhớ trong là 256GB nha. 256GB, máy khá đẹp, 99. Một camera 108 chấm nha. Giá bán của bên mình con này là 5 triệu nha, 5 triệu. Mi 11. Samsung Galaxy Z Fold 3 nha. Con này thì ngoại hình hơi xấu xíu nha, Z Fold 3. Đây. Màn trong thì nó hơi u lên xíu nha, màn trong hơi u lên xíu. Giá rẻ thôi, 10 triệu rưỡi nha, Z Fold 3 nha, Z Fold 3, màn trong nó hơi u nè, nó hơi nhô lên nha. Hơi nhô lên, 10 triệu rưỡi nha mọi người. Hàng Việt Nam, Z Fold 3. Con này là con Samsung Galaxy Z Flip 3 nha, phiên bản đặc biệt nha. Z Flip 3 5G. Bản này là một sim vật lý và một eSIM nha mọi người. RAM 8128GB, màu rất là đẹp luôn nè, màu cực kỳ lạ luôn nha. Giá rẻ thôi, 5.950.000 nha, ngoại hình hơi xấu xíu, 5.950.000 Z Flip 3 nha. Oppo Find X5, con này RAM 8128GB nha, Find X5. Ngoại hình đẹp. Giá bán là 6 triệu rưỡi nha, máy xách tay, RAM 8128, con này có chip xử lý hình ảnh, nên là camera chụp hình khá là đỉnh luôn, màn hình cong nha, Find X5 mọi hình đẹp 99 nha. Samsung Galaxy S22 LED nha, S22 LED, ngoại hình đẹp 98 nha mọi người. Màn hình 120Hz, màn hình OLED nha. Con này sẽ RAM 8, bộ nhớ trong 128, hàng Việt Nam, 2 SIM, đã hết bảo hành nha mọi người. Pin sẽ được 4.500.000 nha, S22+, máy đẹp 98. Giá bán của bên mình là 9.7 nha, 9.7, S22+, 9.7. iPhone 13 nha, trầy nhẹ nha, iPhone 13, phiên bản Mỹ, màu xanh Gabo, máy rất là đẹp 98% nha. Đẹp 98, có cắn nhẹ, trầy nhẹ thôi. Giá bán của bên mình là 12 triệu nha, pin còn 92%. Đây, pin 92, 128GB nha. 128GB iPhone 13, pin 92 màu xanh, khá là đẹp luôn. Samsung Galaxy Quantum nha. Quantum. Đây, Galaxy A Quantum nè. Con này chip khá là mạnh nha. Pin sẽ được 4.500, màn hình OLED. RAM sẽ là 8128 nha, RAM 128, kính camera có nứt nhẹ nha, có nứt nhẹ anh em về tự thay
Chụp hình thì không ảnh hưởng gì nha, đây chụp hình không ảnh hưởng gì, đây chụp hình khá là đẹp luôn nha, khá là đẹp luôn. Cây này thì giá bán của bên mình là 3 triệu nha, 3 triệu Galaxy A Quang Tâm 3 triệu nha. Cây này là cây Samsung Galaxy S22 Ultra nha, S22 Ultra. Con này phiên bản Mỹ, máy đẹp nha, đẹp 99. Giá bán là 12 triệu 250 nghìn, S22 Ultra màu đỏ nha, 12 triệu 250 nghìn thôi. Redmi Note 12 Turbo, bản RAM lên đến 12GB, bộ nhớ 256GB, chip 7 cộng Gen 1 nha, chip 7 cộng Gen 1, đây, máy đẹp keng. Giá bán của bên mình là 5 triệu 650 nghìn nha, 5 triệu 650 nghìn, Note 12 Turbo nha, Note 12 Turbo. Cái này là cây Vivo, Vivo nha, Vivo Y20S nha mọi người, Y20S. RAM 6GB, ngoại hình còn khá đẹp nha. Vivo Y20S, RAM 6GB, ngoại hình còn khá đẹp. Cây này thì giá bán của bên mình chỉ với giá là 1 triệu 650 nghìn thôi. RAM 6GB nha, Vivo Y20S, RAM 6GB. Con này là con Vivo. Vivo này RAM 3, bộ nhớ trong 32GB nha. Con này hình như là con Y1S hay gì đó, hay là Y20 nha, chắc Y20 gì. RAM 3 bộ nhớ trong là 32GB, màn hình khá to, pin trâu bò nha. Cây này thì giá bán của bên mình chỉ với giá là 1,5 triệu nha. Vivo RAM 3 bộ nhớ trong 32, màn hình to, pin trâu, 1,5 triệu. Xiaomi Redmi 9A nha, Redmi 9A RAM 2 bộ nhớ trong là 32GB. Redmi 9A pin 5000, màn hình 6.5 nha, Redmi 9A. Còn khá đẹp nha. Giá bán của bên mình là 1 triệu 150 nghìn thôi, 1 triệu 150 nghìn sở hữu cái máy ngay, pin 5000, màn hình 6.5 nha. Ngoại hình đẹp. Samsung A71 nha, A71, con này màn hình nó hơi ám nha, RAM 8GB, A71. A71 này thì ngoại hình còn khá đẹp nha. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 1 triệu 950 nghìn thôi. A71 nha, A71 màn hình khá to nè, 1 triệu 950 nghìn. Có một cây máy cấu hình siêu mạnh luôn. Cây này là cây Vivo. Cây này là cây Vivo X27 Pro nha, camera 48 chấm, chạy chip Snap nha. Camera trước trượt lên nè, mặt lưng nứt nha, mặt lưng bị nứt rồi. Đây, nứt lưng. Camera 48 chấm, camera thước thò thuộc nha, màn hình khá là to luôn. Màn hình hơi trầy, hơi ngoại hình xấu nha, giá chữ trái cho anh em thôi. Cây này với giá là 1 triệu 750 nghìn nha, 1 triệu 750 nghìn. Con này có còn tài khoản Vivo nha, còn tài khoản Vivo luôn nha mọi người. Màn hình là sở hữu màn hình OLED nè. Thiết kế con này rất là cao cấp nha, giá rất là rẻ. Xiaomi, con này là con Mi Note 10 Pro, RAM 8GB nha, màn hình OLED, chạy chip Snap là 732 nha, 732, màn hình OLED, camera khá là đẹp luôn. Giá bán của bên mình cây Note 10 Pro RAM 8 này là giá bán là 2 triệu 950 nghìn nha, 2 triệu 950 nghìn thôi. Con này là con Vivo T1X nha, T1X, chạy chip Snap 680, T1X nha, chip Snap 680, RAM 4 và nhớ trong 64GB. Ngoại hình hơi trầy xíu, hơi trầy xíu nha. Giá bán là 2,4 triệu nha, con T1X này chỉ với giá là 2,4 triệu thôi. VinMax Joy 4, RAM 3, bộ nhớ trong là 64GB. Con này thì màn hình là màn hình Full HD, pin được 5000 nha, pin được 5000. Chạy chip 665, Joy 4 nha, Joy 4 này. Joy 4 này thì giá bán của bên mình sẽ là 1,6 triệu nha, 1,6 triệu. VinMax Joy 4 pin trâu, giá rẻ cho đèn chữ cái nha. Xiaomi Redmi Note 11S nha, Note 11S RAM 8GB, ngoại hình còn khá đẹp nha, Note 11S ngoại hình khá đẹp luôn. Cây này thì giá bán của màn hình nó hơi ám nhẹ nha, màn hình nó có lưu ảnh rất là nhẹ thôi, hơi quằn. Giá bán của bên mình là 2,250 nghìn, 2,250 nghìn.
Có một cây máy giá rẻ này, cái là cây Realme X nha, giá bán của bên mình chỉ với giá là 1.450.000 thôi. Realme X mặt lưng nó hơi nứt, mặt lưng hơi nứt nha, RAM là 6 GB luôn, RAM 6 GB bộ nhớ trong, RAM 4 GB bộ nhớ trong 64, chạy chip Snap 710 nha, 710. Cây này giá bán của bên mình chỉ 1.450.000 thôi. Cây này là cây Realme GT XLR Edition nha. Realme GT đây. Con này chạy chip Snap 870, pin 4.500, RAM 8128 nha, RAM 8128, camera của dòng Realme thì khá là đỉnh luôn nha. Cây này thì giá bán của bên mình chỉ với giá là 4.350.000 thôi, 4.350.000. Xiaomi Mi 8 nha, hôm nay có cây Mi 8 giá cực kỳ rẻ thôi, chỉ 850k nha, 850k. Con này thì nó có tài khoản Mi còn nha, tài khoản này lâu lắm rồi. Khoản này khá là lâu rồi, người ta quên nha mọi người. Tài khoản này mở được nha, nhưng mà bên mình thì mình thanh lý luôn, 850k, nứt lực. Con này được cái sở hữu màn hình OLED này, mọi chức năng ok này, camera khá đẹp luôn, chip Snap nha. Mi 8 SE, chip mạnh, chỉ 850k thôi. Vỏ xấu nha, giá rẻ cho anh em chữa cháy thôi, anh em mua con này về chữa cháy tốt nha. RAM con này sẽ là 6 GB, bộ nhớ trong là 64 GB nha, hai sim luôn. Mi 8 SE sở hữu màn hình OLED, màn hình thì nó hơi trầy nhưng mà màn hình đẹp không ám ảnh. Cái này cái Samsung A32 5G sách tay nha, A32 5G sách tay một sim. RAM là 4 của nhớ trong 64 nha. 2.750.000 thôi. 2750 nha, A32 phiên bản 5G, 5G chip mạnh nha. Màn hình LCD. RAM 4 của nhớ trong 64, con này mà bán một sim. Vivo V21 5G nha, ngoại hình đẹp 98 nha. Con này được cái màn hình khá là đẹp luôn nha mọi người. Nè, màn hình AMOLED nha. RAM sẽ là 8 GB. V21 5G RAM 8 cũng như trong 128 GB nha. Máy khá đẹp luôn, còn khá đẹp nha. V21 5G này thì giá bán của bên mình sẽ là V21 5G 2 SIM. Giá bán của bên mình là 2.950.000 thôi, 2.950.000. Hôm nay thì mình về được mấy cây máy Xiaomi Redmi Note 10 Pro nha. Sở hữu màn hình OLED nha mọi người. Con này chip khá là mạnh luôn, Note 10 Pro. RAM 6 của như trong là 128 GB nha. Màn hình nó có lưu ảnh nhẹ nha, lưu ảnh nhẹ thôi. Nhẹ. Giá cực kỳ tốt thôi, chỉ với giá là 2 triệu tư. Note 10 Pro nha. 2 triệu tư thôi. Màn hình OLED, pin trong, camera đẹp nha. Có một cây Xiaomi, con này là Mi 9 SE. Máy rất là đẹp luôn, ra cũng khá lâu rồi, còn full box máy, ngoại hình đẹp keng 99 nha, đẹp keng 99 luôn. Giá bán là 2 triệu tư nha, 2 triệu tư. Khá là đẹp luôn. Hàng chính hãng full box luôn nha. RAM sẽ là 6 GB, bộ nhớ trong là 64 GB, Mi 9 SE. Con này được cái là camera khá là đẹp nha. Đây. Nó ra cũng hơi lâu rồi nhưng mà được cái là camera đẹp, pin trâu, pin cũng khá là ổn nha, máy nguyên zin chuẩn luôn. 2 triệu tư nha. Full box đầy đủ phụ kiện nha, Mi 9 SE RAM 6 cũng như trong 64 GB. Samsung Galaxy S22 Ultra bản Mỹ nha, RAM 8 128. Ngoại hình tổng thể cái này đẹp 98 nha mọi người, S22 Ultra. Còn khá đẹp luôn. Giá bán là 12 triệu 250 nghìn nha. Xiaomi Mi 10S RAM 8 bộ nhớ trong 256 GB. Ngoại hình tổng thể đẹp 98 nha. Con này chip 870, camera 108 chấm, màn hình cong nha. Giá bán là 4 triệu 850 nghìn thôi, 4850. Mi 10S. Tecno Bova 5 nha. Một con máy này, máy chuyên game này. Con này thì RAM sẽ là 8 bộ nhớ 128 nha. Tecno Bova 5 full box. Đây, thiết kế này. Màn hình khá đẹp luôn nha. Ngoại hình tổng thể đẹp keng 99 của 35. Cái này giá bán của bên mình là 3 triệu tư.
mua 3 năm 3,4 triệu nha, vuông bóc. Samsung A53 5G bảo hành tháng 9 2024 nha. Đây. Tháng 9 2024, ngoại hình đẹp ken 99 nha. Giá bán là 4.850.000. Mấy cái này giờ rất là ít hàng luôn, ít cực kỳ ít luôn nha. 4.850.000. Xiaomi, con này là Mi 11T Pro, RAM 12 và nhớ trong là 256GB, chip Snap 888 nha. Rồi. Giá bán là 5.800.000, ngoại hình đẹp 98 full box nha. Con này có bộ sạc của nó là sạc pin của nó nha. Sạc pin con này là tới 120W sạc siêu nhanh nha mọi người. Samsung Re 4 RAM 2, nguồn nhớ trong 16 nha, ám nhẹ 650k thôi. Chỉ vì 650k có cái máy rồi. Samsung A51 5G, 1 SIM, RAM 6 128 nha. 2.350.000. 2.350.000. Redmi Note 12, con này màn hình nó hơi ám nhẹ nha, hơi ám, Note 12, RAM 4 128 nha. Giá bán của bên mình cây này chỉ có là 2.350.000 thôi, Note 12, RAM 4 128, 2.350 thôi. LG V30 RAM 4 và nhớ trong 64, 1.450.000 thôi, V30 nha. 1.450.000. Xiaomi Redmi Note 11 Pro LED nha, Pro LED nè. Camera 108 chấm. Mình có hai màu nha, màu xanh và màu đen. Con này thì chạy chip Dimensity là 920 nha. Màn hình 120Hz. Camera 108 chấm nha, 11 Pro LED nó để là 11 Pro nè. RAM 8GB. Máy đẹp ken nha, đẹp ken. Cái này giá bán của bên mình sẽ là 3.850.000 thôi nha, 3850. Note 11 Pro LED sắt tai. Tai nó là ghi là Note 11 Pro, camera 108 chấm, chip Dimensity 920 nha. Máy khá đẹp luôn. 3850. Hôm nay thì mình mới thâu được cây Samsung Galaxy Z Flip 3 5G nha. Ngoại hình đẹp ken 99 luôn nha mọi người, khá là đẹp luôn. Không thể xước gì nha. Hàng chính hãng Samsung Việt Nam nha, Z Flip 4 5G chứ. Hai SIM, một vật lý và một eSIM. 8.2 nha, RAM 8 bộ nhớ trong 128GB. Galaxy Note 20 Ultra phiên bản Mỹ, 2 SIM, 1 vật lý và 1 eSIM, máy đẹp ken. Đẹp ken nha. Đẹp ken 99 luôn. Giá bán của bên mình là 8.2 nha, 8.2. Note 20 Ultra hàng về Việt Nam. Phiên bản Mỹ chứ, Note 20 Ultra 5G phiên bản Mỹ, đẹp ken 99 nha. S22 Ultra. Cái này máy sách tay nha, phiên bản quốc tế. Bản quốc tế này, một vật lý và một eSIM. Bản ED này hình như là bản Úc nha mọi người. RAM con này là 12, bộ nhớ trong là 256GB. RAM 12, 256, ngoại hình đẹp ken 99 nha. Ken 99, S22 Ultra, 13 triệu nha. 13 triệu. S21 Ultra 5G, phiên bản Mỹ, cũng 2 SIM, một vật lý và một eSIM. Con này ngoài nó hơi chạy xíu nha, đây hơi chạy tí. Tầm 98 nha. Giá bán của bên mình là 8.150.000 thôi, 8150. Con này RAM cũng 12128 nha, RAM 12128 luôn. S21 Ultra 5G. Máy đẹp 98 nha. Samsung Galaxy A54 5G, pin 5000, RAM 8 128, máy đẹp ken luôn, máy đẹp ken. Có hơi trầy dăm dăm do xài ốp nha. Có đây thầy dăm dăm cho thầy ớp. A54 5G này thì giá bán của bên mình sẽ là 5.850.000 nha. A54 5G 5.850.000 thôi. Oppo Reno 10 5G, RAM 8 128, chip Dimensity là 7050, màn hình cong nha. Pin được 5.000,
Camera chính lên đến là 64 chấm, phụ là 32, 128 GB. Con này thì hai sim hai sóng, ngoại hình đẹp như mới luôn nha, đẹp như mới luôn. Reno 10 5G. Giá bán của bên mình là 7150, 7.150.000 nha. Vinmark Aris RAM 8, bộ nhớ trong 128, camera 64 chấm, con này chạy chip Snap 730, màn hình là màn hình AMOLED nha. Con này thì nói chung là ngoại hình tổng thể đẹp 98 nha, phiên bản RAM 8 GB. Giá bán của bên mình cây này sẽ là 2.350.000 thôi, Aris nha, 2350, giá khá tốt, chip 730, màn hình OLED. Có một cây máy giá rẻ này. Cây này là cây K40 Gaming. Con này là RAM 12 nha, bộ nhớ 128, K40 Gaming. Ngoại hình tổng thể nó xấu nha, đây nó bị ròn, nó cũng gãy luôn rồi, viền nó hơi xấu nha, hơi xấu. Giá cho anh em mà chiến game nha, 3.150.000 thôi, 3150, K40 Gaming nha. Vivo V23 5G, RAM 8, 128, ngoại hình hơi trầy xíu nha, tầm 98 nha, đây hơi trầy tí. Con này được cái là chạy chip Dimensity là 920, camera 64 chấm, viền màn hình khá là mỏng luôn nha. Giá bán chỉ có 3.750.000 thôi, 3.750. Mình có cái này đẹp hơn nha, V23 5G, máy đẹp hơn nha, ngoại hình đẹp 98, giá bán là 4 triệu nha, 4 triệu V23 5G. i16 RAM 4 128, 2 triệu 3. Vivo i55 nha, con này sở hữu màn hình OLED này, camera AI khá là đẹp luôn, RAM 8 128, giá bán là 3 triệu 350 nghìn nha, i55. Vinmark Aris RO, ngoại hình thì hơi trầy nhẹ nha, hơi trầy nhẹ tầm 98 thôi. Giá bán của bên mình sẽ là 2 triệu 650 nghìn, Aris RO. Aris RO camera trước là ẩn dưới màn hình nha, ẩn dưới màn hình luôn. Xiaomi Redmi 12, RAM 8 128 nha, máy đẹp, 3 triệu 250 nghìn, Redmi 12. Xiaomi Redmi Note 10, RAM 4, 1.64, ngoại hình đẹp nha, 2 triệu 350 nghìn, con này sở hữu màn hình OLED. Xiaomi Redmi Note 11, RAM 4, 1.64, 2 triệu 550 nghìn. Vivo V25 Pro, RAM 8, 128 nha, ngoại hình đẹp keng 99, V25 Pro. Giá bán là 5 triệu 950 nghìn nha, màn hình cong này, camera khá đẹp luôn. i33s RAM 8 128 nha, 3 triệu. Con này là con Vivo V25e 3 triệu 8, máy đẹp nha. V25e thì mình đang có hai màu, màu vàng và màu xám nha. Màu vàng đây. Màu vàng này, máy đẹp nha, V25e. Vivo V20SE nha, 2 triệu 350 nghìn, con này được cái sở hữu màn hình OLED nha, vật lưng nó hơi trầy nhẹ nha, lưng hơi trầy nhẹ. Vivo i16 RAM 4 128 nha, khá là đẹp luôn, 2 triệu 3 i16. Vivo con này là V23e 3 triệu 150 nghìn, ngoại hình đẹp 98 nha, ngoại hình đẹp 98. Oppo Reno 8 Pro 5G nha, máy đẹp 6 triệu rưỡi, 8 Pro 5G. Và mình có con này là con Oppo K10 5G nha, 4 triệu K10 5G. Oppo Find N2 Lip nha, RAM 8 256, bảo hành khá là dài luôn. Giá bán là 10 triệu rưỡi nha, giảm giá còn 10 triệu rưỡi, N2 Lip 10 triệu rưỡi. Con này máy rất là đẹp nha, rất là đẹp luôn. S21 Ultra hàng Việt Nam nha, ngoại hình đẹp 98, 9 triệu nha. Ui, con này khá đẹp luôn nha mọi người, S21 Ultra hàng Việt Nam. Khá đẹp nha, 9 triệu. Mình có máy trầy trầy hơn thì tầm từ 7 triệu hơn cho đến với từ 7 triệu hơn với tới 8 triệu rưỡi nha, tùy theo máy. Máy đẹp thì 9 triệu nha. Xiaomi 12 6 triệu, RAM 8 256, chip 8 Gen 1 nha. Camera con này 50 chấm, màn hình cong. Xiaomi 12.
Cây này là cây Samsung S21FE nha, RAM 8128. Máy đẹp 98 nha, S21FE, 6 triệu 2. Xiaomi Mi 11T, RAM 8128 nha, 4 triệu 4, Mi 11T. Con này chạy chip Dimensity là 1200, camera 108 chấm nha. Samsung S20FE, 1 SIM, RAM 6128, 3 triệu 950 nghìn nha, bản hàng nha mọi người. S20FE, bản hàng, giá khá tốt. S20 LED nha, 5G, 1 SIM, 4 triệu 850 nghìn. Oppo Reno 6 5G, màn hình ám cực kỳ nhẹ luôn, nhìn không thấy luôn nha, nhìn không có thấy đâu. Giá bán là 3 triệu 750 nghìn nha, Reno 6 5G. Samsung A54 5G, RAM 8128, con này chạy nhẹ xíu, 8128 nha, 5 triệu 4, A54 5G. Galaxy S21FE, RAM 8128, ngoại hình đẹp ken như mới nha, 6 triệu rưỡi, đẹp như mới luôn. Samsung Galaxy Z Fold 4 nha, 2 SIM, RAM 12256, máy đẹp 99, 16 triệu 9 nha, Z Fold 4, máy khá là đẹp luôn. Con này màn hình trước là độ phân giải là 2K luôn nè, màn hình 6.2 inch, viền khá là mỏng. Màn hình trong của con này là 7.6 inch nha, gấp cực kỳ phẳng luôn, máy đẹp. Hàng chính hãng nha, hàng chính hãng Samsung Việt Nam, hàng chính hãng nha, Z Fold 4. Bên mình thì khoản vay tầm 20 triệu đô lại thì mình hỗ trợ cho mọi người trả góp nha, không cần trả trước cũng được. Z Fold 4 màu gray, máy cũng đẹp như mới luôn, đẹp ken luôn, hàng Việt Nam luôn nha, hàng Việt Nam. Giá bán cũng là 16 triệu 9 nha, hàng Việt Nam nha, hàng Việt Nam sẽ cao hơn máy tất tay nha mọi người. S21 LED bản Mỹ nha, RAM 8128, 6 triệu 350 nghìn. S21 LED bản Mỹ sẽ được 2 SIM, 1 hoạt lý và 1 eSIM. Galaxy A34 5G, bảo hành từ tháng 9 2024 nha, bảo hành khá là dài luôn, 5 triệu 3 nha. S20FE 5G 1 SIM bản Mỹ, lộn bản, con này bản A hàng nha, bản hàng chứ, bản hàng có màu đỏ khá là chói lói luôn, RAM 6128, 3950. Bản hàng có thêm màu tím nữa nè. Galaxy Z Flip 5 bản hàng, bản hàng bây giờ đã lên được, đã có được 2 SIM nha, một vật lý và một eSIM. Con này bản RAM 8 như trong 512 GB luôn. Z Flip 5 nha. Giá bán là 14 triệu rưỡi thôi, Z Flip 5. Giảm giá còn 14 triệu rưỡi. Z Flip 3 nha, cây này hơi trầy, 6 triệu rưỡi nha, Z Flip 3, 6 triệu rưỡi thôi. Con này bản hàng một SIM, nhưng mà bản hàng thì bộ nhớ nó cao nha, bản hàng bộ nhớ trong là tới 256 GB luôn. Con này là bản Việt Nam 2 SIM, 128 GB cũng hơi trầy xíu, giá bán là 6 triệu 6 nha. Z Flip 3, Z Flip 4 hôm nay mình giảm cho mọi người, còn với giá là 8 triệu 2 nha, 8 triệu 2, và bản 256 GB là 8 triệu rưỡi nha. Z Flip 4 khá là tốt nha mọi người, máy đẹp. Galaxy Z Flip 4 thì mình còn được hai màu, màu tím và màu kem nha, màu kem. iPhone XR 64GB, 4 triệu 4, máy đẹp nha, pin 79, máy đẹp ken luôn. iPhone 12 Pro Max 256GB, con này ngoại hình hơi trầy nha, bản 256GB, chỉ 14 triệu 2 thôi. 12 Pro Max. iPhone 13 128GB pin 86 ngoại hình 97 nha, 11 triệu 9. Ngoài con này hơi trầy xíu, chỉ với giá 11 triệu 9 thôi. Máy đẹp. Con này máy hơi trầy, máy này con này pin 83, iPhone 13. Máy hơi cắn xíu, 11 triệu 2 nha. Có cây máy đẹp đây. Máy đẹp 12 triệu 8 nha, iPhone 13. Đẹp, mình còn 3 cây màu hồng. iPhone 12 mini 64GB pin 84 nha, ngoại hình đẹp nha, 12 mini. Giá bán của bên mình là 6 triệu 4. iPhone 12 Pro Max máy lóc 11 triệu rưỡi nha, 12 Pro Max máy lóc. Con này là con SE 2022 64GB pin 95, 5 triệu 450 nghìn nha, SE 2022 mang trong mình cấu hình 13 Pro Max.
XS Max 64GB, pin 83, 6450 nha, XS Max. Mình có một cây 11 Pro Max 64GB, pin 86, 9 triệu nha, 11 Pro Max. Pin cao. Cây này là cây máy tính bảng Lenovo M10 Full HD LED nha, máy new nguyên siêu, hôm nay còn một cây duy nhất luôn. Cây này thì RAM 4/64, màn hình là 10.3 inch, độ phân giải Full HD. Pin cực kỳ trâu bò luôn nha, camera chính là 8 chấm, camera phụ là 5 chấm nha, màn hình là 10.3 Full HD nè. Cây này thì giá bán của bên mình là máy mới 100%, bán chỉ có 3 triệu thôi, còn một cây là hết hàng rồi nha mọi người. iPad Air 5 64GB, iPad Air thế hệ 5 64GB phiên bản Wi-Fi nha. Đây, E5. Ngoài hình còn đẹp keng 99 nha, đẹp keng 99, E5 nha. Giá bán của bên mình sẽ là 9 triệu rưỡi nha, khung bóc. iPad E5 đẹp keng 99 nha, 9 triệu rưỡi. Wi-Fi 64GB. Mà vì màn hình khá là mỏng luôn, con này cấu hình khá là mạnh nha. Samsung Galaxy Tab S8 5G, con này chip mạnh nè, RAM 8/128, màn hình độ phân giải lên đến 2K, màn rất là đẹp luôn, màn cực kỳ đẹp luôn nha, pin khá là ổn, con này mình đang xài một cây, pin rất là trâu bò luôn. Rất là đẹp nha, có hỗ trợ 5G, AP8 5G, 5G này có xài sim, có thể xài như điện thoại luôn nha. Pin con này thì được 8.000, ngoại hình đẹp keng 99 nha, đẹp như mới luôn. Cây này thì giá bán của bên mình là 8.2 triệu, 8.2 triệu. Hay Tab S8 5G. Và tiếp theo mình có cây Tab S7 nha, cây này thì vỏ nó hơi trầy xíu thôi, hơi trầy tí nha, Tab S7. Màn hình đẹp, có tặng luôn cái bút luôn, Tab S7 nha, Tab S7. Cây này thì giá bán của bên mình chỉ với giá là 5 triệu rưỡi thôi, Galaxy Tab S7, viền nó hơi chạy tí nha, Tab S7 5 triệu rưỡi. Đây là cái máy tính bảng nha, Lenovo Cyosin Pad Pro 2021 nha, một con máy chip 870, RAM 6, bộ nhớ trong là 128GB, màn hình độ phân giải lên đến 2K, máy đẹp keng 99 nha, đẹp keng 99 luôn. Giá bán của bên mình là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi. Lenovo Tab M10 Full HD LED nha, RAM 4/64, cây này thì mình thanh lý với giá là 2 triệu 7 thôi nha, 2 triệu 7, M10 Full HD LED. iPad Gen 9 64GB nha, máy đẹp, iPad Gen 9 64GB, 64GB Wi-Fi nha, Gen 9. Con này có 4G luôn nha, có 4G luôn, Wi-Fi 4G, 64GB Gen 9 nha, giá bán là 6 triệu rưỡi, iPad Gen 9. Tai nghe này là AirPods Pro nha, AirPods Pro. AirPods Pro thì bên mình bán với giá là 165.000 nha, hàng 11 nha. Và mình có AirPods Pro Gen 2 là 175.000 nha mọi người. Mình còn hai loại AirPods Pro. Và mình còn AirPods 2 nữa nha, AirPods 2 155.000 tai nghe nha. Những cái tai nghe này thì anh em vui lòng mà chuyển khoản đủ nha, tại vì nó không có bao nhiêu tiền nên mình, và mình cũng không bao phí ship nha mọi người. Giá của bên mình bán thì khá rẻ rồi. Này về bán cho anh em để mua cho anh em xài thôi, chứ còn mấy cái này thì bán không có lợi nhuận nha mọi người. iPad Pro 2018 nha, màn hình thì nó hồng nhẹ xíu thôi, hồng nhẹ xíu. Con này là bản 128GB luôn, màn hình 9.7 inch nha, siêu mượt, camera cực kỳ đẹp nha. iPad Pro đây, giá bán của bên mình cái iPad Pro này với giá là 4.5 triệu nha, 128GB, bản Wi-Fi và 4G luôn nha, Wi-Fi 4G iPad Pro. Đồng hồ Galaxy Watch 5 nha, Watch 5 size 44 nè, bản GPS nha, GPS Galaxy Watch 5. Con này như xài sim được nha mọi người, bản này xài sim được nha, Watch 5.
Giá bán của bên mình là 2,8 triệu nè, 2,8 triệu, size 44. Tiếp theo là Galaxy Watch 3 size 45 bản thép nha, Watch 3 đây, size 45 bản thép. 1,5 triệu nha mọi người, Galaxy Watch 3 nói chung con này khá là đẹp nha, khá là đẹp. Watch 3 đeo nó rất là nam tính nha. Galaxy Watch 3 size 45 tiếp nha. 1,5 triệu. Galaxy Watch 4 size 40 nha, Galaxy Watch 4 size 40. Giá bán của bên mình sẽ là 2,2 triệu nha, Galaxy Watch 4 size 40, 2,2 triệu. Galaxy Watch 3 này, con này bản thép nha mọi người, size 40. Size 40. Size 41 mm nha, size 41 mm, bản thép này, viền thép luôn. Còn khá là đẹp luôn. 1,5 triệu nha. Galaxy Watch 4. Con này Watch 4 bản thép size 42. Đây, Watch 4 bản thép size 42, ngoại hình đẹp nha. Ngoại hình khá đẹp luôn. 2,2 triệu nha. Galaxy Watch 3 size 41. Cái màu này là màu đồng nha. Màu đồng này thì giá bán của bên mình là 1,4 triệu. Galaxy Watch 3 nha, đẹp nè, size 45, Watch 3 nha. Đây, khá là đẹp luôn, size 45. Size 45 1,5 triệu nha mọi người. Galaxy Watch Active 2 size 44 nha, Active 2 size 44. 1,000,000. Những cái đồng hồ này thì mình bán không kèm sạc nha. Galaxy Watch 5 size 44. Watch 5 size 44 nha. 2,650,000 thôi. 2,650. Lenovo Tab M10 Full HD LED nha, RAM 4/1064. Con này thì nó chạy Android thuần Google rất là mượt nha. Đây, màn hình Full HD, máy rất là mượt luôn. Màn hình khá là to nha, màn con này tầm 10 inch. Rất là mượt. Camera khá đẹp nha mọi người. Đây, camera cực kỳ đẹp luôn. Màn hình to, pin trâu, Lenovo M10 Full HD LED chỉ với giá là 2,8 triệu nha, 2,8 triệu. Và có máy mới nguyên siêu nha, máy mới nguyên siêu chưa khui. M10 Full HD LED luôn nha. Con này màn hình là 10.3 inch, độ phân giải là Full HD. RAM 4/1064, camera là 8 chấm nha. Camera trước là 5 chấm. Pin con này là 5000 nha mọi người, pin 5000 hay 5001 vậy đó. Lenovo M10 Full HD LED hàng chính hãng, new nguyên siêu. Giá bán của bên mình là 3 triệu nha, máy nguyên siêu là 3 triệu. Samsung Galaxy Tab A8 nha, A8 full box máy đẹp nha. Galaxy Tab A8 màn hình con này cũng 10 inch. RAM 4/1064 luôn. Có bao da. Tab A8 này thì giá bán của bên mình sẽ là 4,150,000 nha, 4,150. iPad Air 16GB bản Wi-Fi nha, iPad Air 16GB Wi-Fi. Giá bán của bên mình là 2,150,000 nha, 2,150,000. Một con máy màn hình 9.7 inch khá là to. Con này mua về để xem phim hay là hát karaoke rất là ổn nha. iPad Gen 9 64GB. Đây, Wi-Fi và có 4G luôn nha. Có 4G. Gen 9 này thì màn hình nó rất là to, màn hình nó tới 10.2 inch nha. Gen 9 thì giá bán của bên mình sẽ là 6,7 triệu nha, bản Wi-Fi và có hỗ trợ cho mọi người 4G 64GB nha. Màu gray, ngoại hình đẹp Gen 99 nha, 6,7 triệu. iPad Air, con này mình để rất là lâu rồi, cả tháng rồi mà nó lâu hết pin dễ sợ. iPad Air thế hệ 5 nha, 32GB. Ngoài nó hơi trầy nha, đây ngoài nó hơi trầy. E Wi-Fi 32GB nha. Giá bán của bên mình E5 này, giá bán của bên mình sẽ là 3,5 triệu nha.
iPad Gen 7 nha, iPad Gen 7 32GB. Con này màn hình cũng khá to, màn hình cũng là 10.2 sao đấy. Con Gen 7 màu gold này thì giá bán của bên mình sẽ là 4.5 triệu nha, 4.5 triệu. iPad Gen 8 nha, iPad Gen 8 32GB, ngoại hình đẹp kia, màu ray. Giá bán của bên mình là 5 triệu nha, Gen 8 5 triệu nha. Rồi, anh em nào coi video thì cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của bên mình ạ.